những ông trùm vùng biên Phương Đinh Hột, Dũng Mặt Sắt hay Hùng Lốp Là những cái tên đã từng khiến vùng biên Đông Bắc dậy sóng Không chỉ cát cứ lãnh địa thu tiền của giới buôn kinh doanh ở đây Những ông trùm này còn gầm gừ triệt hạ lẫn nhau Gây mất an ninh trật tự cho đến ngày xa lưới pháp luật Dũng mặt sắt và những chiếc siêu xe từ khi anh em Phương Ninh Hột Lâm vào vòng lao lý Dũng mặt sắt đã nhanh chóng xoán ngôi ông trùm Ở vùng biên giới Móng cái Quảng Ninh Hầu như giới làm ăn buôn lậu Muốn đưa hàng qua biên giới Đều phải giam giáp tuân theo sự sắp xếp Của người đàn ông có khuôn mặt lạnh như tiền này Âm thầm trở thời cơ Dũng mặt sắt tên thật là Hà Tuấn Dũng Giám đốc công ty Tuấn Đông Chủ sở đặt thành phố Móng Cái 39 tuổi đời Dũng đã nổi tiếng là kẻ khôn ngoan Cuối năm 2005 Dũng thành lập công ty Tuấn Đông Sau đó phát lên nhanh chóng Nhờ buôn bán cao su Thế nhưng khi đó Trong giới làm ăn Dũng chỉ được xếp chiếu dưới Bởi người làm mưa làm gió vùng biên Thời kỳ này Là ông trùm Nguyễn Tiến Phương Tức Phương Ninh Hột Giám đốc công ty Quang Phát vì thế Dũng vẫn âm thầm chuẩn bị lực lượng và chờ đợi thời cơ để vươn lên xoán ngôi. Cơ hội đến với Dũng khi xảy ra vụ án nhân viên của Lê Hữu Vinh, tức Vinh Trắng, em rẻ của Dũng mặt sắt, bị Phương Đinh Hột chỉ đạo đàn em thủ tiêu vào tháng 5 năm 2009. Nhóm nhân viên của Vinh đã đi vào khu vực xuất hàng do Phương Đinh Hột đang chấn giữ bị đàn em của Phương bắt giữ, đánh đập rồi đưa nạn nhân qua bên kia biên giới tra tấn đến chết. Sau đó ném xác vào vùng rừng núi Thập Vạn Đại Sơn và lòng sông Ca Long để phi tang. Vụ án được điều tra giáo rốt, Phương Lâm và vòng lao lý. Sau nhiều lần xét xử, tháng 7 năm 2012, Phương bị tòa án nhân dân tối cao tuyên án tử hình. Ngay sau khi anh em Phương bị bắt, Dũng mặt sắt thu thêm đệ tử thành lập thêm công ty để quách trương thanh thế nhằm xoán ngôi ông trùm đường biển. Việc đầu tiên Dũng mặt sắt giành lãnh vực buôn bán động vật vốn hái ra tiền từ gia đình Phương. Sau đó tiếp tục lấn sân thao túng toàn bộ hoạt động tạm nhập tái xuất ở khu vực biên giới. Thu sâu hái tiền Theo giới làm ăn khi trở thành ông chủm Dũng bắt đầu các hoạt động nhằm dàn mặt những tay anh chị trong dưới giang hồ. Và thời điểm Phương Ninh Hột còn thao túng mọi hoạt động tại khu vực biên giới. Các tay anh chị như Hùng Lốp, P Hằng vẫn được phép hoạt động theo từng lĩnh vực nhỏ. Thế nhưng Dũng mặt sát thì khác, đi thâu tóm hầu như mọi lĩnh vực, mọi mặt hàng. Hầu hết các tay anh chị đều quy dưới chướng Dũng, như P Hằng, từng hái ra tiền ở lĩnh vực tạm nhập tái xuất riêng hùng lốp tỏ ra cứng đầu vùng vẫy một thời gian rồi trong một lần nổi máu côn đồ đánh chết người phải bỏ móng cái chốn biệt còn theo một người làm ăn lâu năm trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất nếu trước kia anh em phương ninh hột thường sử dụng đám đàn em thân tín tổ chức đánh đập dàn mặt những kẻ không chịu làm luật những đối tượng định qua mặt thì Dũng mặt sắt nuôi nhiều đàn em chỉ để thu tiền sâu, tức thu tiền làm luật, chứ không manh động xuống tay. Vì vậy Dũng mặt sắt hầu như không dính líu đến án hình sự. Trong khi đó, tiền sâu của Dũng trong các lĩnh vực buôn bán hàng hóa qua biên giới cao gấp 2-3 lần so với thời của Phương Ninh Hồn. Giới làm ăn ở móng cái còn cho biết chỉ sau hơn 2 năm thao túng đường biên gia tài của Dũng mặt sắt đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Sự thao túng của Dũng khiến giới làm ăn tại móng cái bằng mặt nhưng thực tế lại chống đối ngầm. Nhà ở của Dũng từng bị quăng mìn, Vinh Trắng cũng từng bị ốp mìn và xe hồi tháng 6 năm 2012. Điều đáng nói, theo một điều tra viên của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh, sau những cuộc đụng độ, thậm chí cả khi là bị hại, Dũng Mặt Sắt vẫn luôn chọn cách tự dàn xếp chứ không bao giờ trình báo công an. Ngay khi nhà bị quăng mìn, Dũng vẫn tỏ ra không hợp tác với cơ quan công an để điều tra tìm ra thủ phạm. Nhưng sự nghiệp ông trùm của Dũng Mặt Sắt đã kết thúc lúc 23 giờ đêm ngày 5 tháng 5. Gần 100 cảnh sát của bộ công an bất ngờ kiểm tra lô xe gồm hơn mươi chiếc ô tô diện tạm nhập đang chờ tái xuất ở khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Lô xe trên gồm nhiều loại xe sang như BMW, Mercedes, Porsche, Bentley do công ty Tuấn Đông và hai công ty khác làm thủ tục tái xuất. Theo nguồn tin của chúng tôi, Hải quan Cái Lân thuộc Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho hơn 50 chiếc xe diện tạm nhập tái xuất của ba công ty trên. Vì thế khi công an ập vào hàng chục tài xế giới buôn hàng đã hoàn toàn bất ngờ bởi sự xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ cảnh sát cơ động và lực lượng cảnh sát điều tra của Bộ Công an. Trong quá trình điều tra tới đây, có thể nhiều mảng tối trong hoạt động làm ăn của dũng mặt sắt sẽ còn bị phanh phui. Đế chế Phương Ninh Hột Nếu như dũng mặt sắt có đủ các thủ đoạn tinh vi buộc dân làm ăn ở vùng biên Móng Cái phải tự nguyện nộp tiền bảo kê thì chùm Phương Ninh Hột thích dùng bạo lực để thể hiện uy quyền. Gây dựng đế chế Phương Ninh Hột tên thật là Nguyễn Tiến Phương sinh năm 1957 quê Móng Cái Biệt danh Phương Ninh Hột được ghép tên của Phương cùng tên cha mẹ là ông Ninh và bà Hột. Phương bắt đầu lập nghiệp từ cuối thập niên 1980, khi cửa khẩu Mong Cái bắt đầu thông thương, buôn bán tấp nập. Anh em Phương đã thu thập dưới chướng hàng chục đàn em và giành giật được một phần lãnh địa vận chuyển hàng hóa, rồi tiến tới bảo kê nhiều mặt hàng xuất khẩu qua biên giới như thủy hải sản, cao su, phế liệu. Chỉ một thời gian ngắn, Phương nhanh chóng phất lên Nhưng vẫn ấm ức Vì phải lép vế sĩ mặt ma Dũng táo lê Những đàn anh được coi là số má Và thế lực thời ấy Sau đó phải trải qua Nhiều trận chiến đình đám Phương mới hạ bệ được những đàn anh này Để gây dựng đế chế Đến giờ Giới giang hồ mong cái Vẫn còn lưu truyền câu chuyện Về vụ lấy số của Phương Ninh Hột một tối đầu năm 1997, khi những đàn anh khét tiếng vùng biên là sĩ mặt ma Dũng Táo Lê đang tổ chức ăn nhậu tại một nhà hàng karaoke. Hai đàn em Phương Ninh Hột tới dằn mặt hai đàn anh này nhưng không thành. Bất ngờ Phương xuất hiện. Ánh kiếm loáng lên, Dũng Táo Lê bị đâm thủng bụng. Phương cũng dính đòn nhưng nhẹ hơn. Sau đó Phương ra tòa với vai trò bị hại Còn Dũng táo lê sĩ mặt ma Phải đứng trước vảnh móng ngựa Linh An Tù Kể từ đó Phương Ninh Hột Với công ty Quang Phát Đã giành vị trí số 1 ở Mong cái Thao túng vùng biên Sau khi xoán ngôi ông trùm Phương bắt đầu đổ tiền Và dùng quan hệ mở rộng lãnh địa Bảo kê những lĩnh vực làm ăn Hái ra tiền như xuất khẩu hàng hóa cao su phế liệu hải sản đông lạnh hàng loạt các giang hồ số má như trấn điên cường cao cũng được phương chiêu mộ đặc biệt phương ninh hột rất thích cưu mang tạo công ăn việc làm cho những tay giang hồ có chút số má trong nghề đâm chém nhất là những giang hồ đất càng tìm đường ra móng cái thời ấy đàn em của phương có khi đông tới cả trăm và được chia ra từng mảng bảo kê hàng hóa, bảo vệ bên bãi, làm luật chủ hàng. Một chủ buôn hàng đông lạnh móng cái cho hay, những người buôn mặt hàng này muốn xuất được hàng phải đóng luật. Nếu không sẽ bị đàn em của Phương chặn đường, dỡ tung bao bì, phá hỏng hết hàng hóa. Cuối năm 2005, một chủ hàng buôn lốp ô tô chở xe hàng từ miền Nam ra móng cái để xuất đi Trung Quốc. Khi xe vừa vào địa phận móng cái, đàn em của Phương Ninh Hột đã chặn lại, ép lái xe phải đưa hàng vào cảng của công ty Quang Phát. Lái xe không chịu nên bị hành hung. Chủ hàng thấy vậy, lao ra đánh đàn em của Phương Ninh Hột, giải cứu cho lái xe. Cuối cùng chính chủ hàng này bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, sự nghiệp làm ăn cũng tiêu tan. Vì thế giới kinh doanh phải đóng luật để nhận được sự bảo kê từ ông chủ sau một thời gian nắm trọn toàn bộ các hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái. Công ty Quang Phát của Phương mở tới hàng chục bến cảng xuất các loại hàng hóa như lốp cao su, phế liệu, thậm chí cả quy chỉ qua biên giới. Các bến xuất hải sản đông lạnh qua biên giới cũng thuộc về Phương Ninh Hồn. Ngoài ra hầu hết các công ty xây dựng đường xá, cầu cống ở vùng biên mậu cũng rơi vào tay công ty Quang Phát của Phương xa và tự lộ. Tháng 5 năm 2009, khi Phương thao túng hầu hết vùng biên, thì Lê Hữu Vinh, tức Vinh Trắng, giám đốc công ty Hồng Kông, cũng hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh, gọi điện mượn đường lục chắn để xuất hàng. Phương từ chối. Thế nhưng, chiều ngày 30 tháng 5 năm 2009, Vinh Trắng vẫn dùng ô tô chở 4 nhân viên, đoàn quyết chiến lê văn điệp hà thanh tùng và nguyễn văn sĩ vào bến lục chặn. sau đó vinh để ba đàn em gồm điệp sĩ và chiến ở lại để chờ xuất hàng dù chẳng có xe hàng nào đến còn vinh và tùng quay về trung tâm thành phố Mông cái lúc này phương nhận được tin có một số người lạ mặt xuất hiện tại lãnh địa của mình lập tức điều động hơn chục đàn em lên giải quyết khi nhóm của phương vào tới ngã ba lục chắn thì chạm chán nhóm điệp sĩ. Nhóm đàn em phương lao tới đấm đá dùng gạch đất đá đập vào đầu điệp. Chấn điên lao tới bắn vào đùi khiến sĩ gục ngã. Điệp hô chiến châm mịn nhưng do quá khiếp sợ, chiến đã bỏ chạy. Nhóm đàn em của Phương ném hai kẻ bị thương lên thùng xe chạy đến bến lợn, đưa lên đò trở qua biên giới, giao cho nhóm sát thủ người Trung Quốc. Hai người này bị đưa thẳng vào vùng Thập Vạn Đại Sơn, huyện Thượng Tư, thành phố Cảng, Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, cách biên giới khoảng 80 km, và bị tra tấn cho đến chết. Nhóm sát thủ Trung Quốc đã ném thi thể của Điệp và Sĩ vào vùng núi Thập Vạn Đại Sơn và sông Cai Long để phi ta. Sau đó cơ quan công an Quảng Ninh vào cuộc, Phương, Trung Ninh Hột, em ruột Phương, cùng với một loạt đàn em bị bắt sau nhiều phiên xét xử, đến tháng 7 năm 2012, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên phạt Phương Ninh Hột mức án tử hình, Trung Ninh Hột mức án trung thân. Những ngày trong trại, Phương Ninh Hột vốn đã trầm tính, nay lại càng trầm tính hơn. Kể chuyện cũ, Phương cho biết trước ngày bị bắt, đã dự cảm từ rất lâu về một chuyện gì đó sắp xảy ra. Ngay từ cuối những năm 1990, khi Phương Ninh Hột, từ Nguyễn Thế Phương, sinh năm 1957, quê Móng Cái, Quảng Ninh, còn chưa nổi như cồn, đối tượng này đã có tên trong danh sách theo dõi của Cục Cảnh sát Hình sự, nay là Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội C45. Anh em trinh sát nhiều khi khó lý giải vì sao một số đối thủ của Phương cứ mất tích bí ẩn như bốc hơi khỏi mặt đất. Thậm chí có đào đất lên cũng không phát hiện dấu vết gì. Vì sao những đối thủ của Phương Ninh Hột đều mất tích bí ẩn? Theo dõi tiếp xúc với đối tượng này, điều tra viên có khi cũng phải trột dạ. Ông trùm mà lại lễ độ, nhã nhặn, thâm trầm như thế ư. Ông trùm được xác định là dân bản địa, hồ sơ chẳng có gì đáng lưu ý ngoài một vài vụ xô xát thuộc dạng vặt vãnh có điều phương nổi tiếng vùng biên bởi cầm đầu đám đàn em vừa có dạng côn đồ hung hãn vừa có dạng mưu sâu kế hiểm phương còn nổi tiếng với những chiêu trò mị dân có một điều thực tế là phương đánh bóng tên tuổi của mình tốt đến mức đến tận bây giờ khi nhắc đến nhiều người dân móng cái vẫn gọi đối tượng tội phạm này là ông phương chứ không gọi chống không là phương hay phương đình hột Tài cầm quân của Phương cứ nhìn hai đệ tử ruột là em trai Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1961 và quân sư Bùi Hải Bài sinh năm 1957 thì rõ. Trung nổi tiếng côn đồ mau lạnh, từng có lần gây ra vụ án khiến dân Quảng Ninh rúng động sợ khiếp vía. Vì mâu thuẫn vặt, Trung điều cả xe khách chở khoảng 50 đàn em vác mã tấu giao kiếm đến nhà đối thủ chặt phăng tay nạn nhân cảnh sát bắt hụt vụ này vì khi tìm đến nơi thủ phạm mà nạn nhân không hiểu có phải vì dàn xếp với nhau hay không mà nạn nhân một mực cho rằng không có chuyện đó ở nhà tôi hung hãn như trung vậy mà vẫn dăm dắp nghe anh nói gì làm nấy không khi nào dám hó hé bật lại một lời quân sư bùi hải bài cũng không phải tay vừa theo hồ sơ lý lịch bài từng công tác trong một cơ quan nhà nước từng bị tuyên án vì tội liên quan đến an ninh quốc gia. Sau khi thụ án xong thì về đầu quân cho Phương. Một điểm đặc biệt là khác với những đối tượng côn đồ, tay dài óc ngắn. Có lẽ do hải bài tham mưu cho Phương khá nhiều chiêu trò trong các lĩnh vực kinh doanh bẩn, nên Phương không khi nào dám coi thường hải bài, thậm chí có lúc còn coi như huynh đệ. Một bên văn, một bên võ, bộ ba này đã khiến công an đau đầu biết bao ngày. Nhìn vẻ bề ngoài, Phương và công ty của mình khá sạch, nhưng thực tế có dấu hiệu lũng đoạn cả một vùng biển. Làm thay hoạt động của một số cơ quan chức năng chuyên về xuất nhập khẩu qua biên giới. Phương hoạt động theo kiểu, nước giếng không phạm đến nước sông, ngoài lĩnh vực của mình thì ít quan tâm đến lĩnh vực khác. Nhưng uy danh thì giang hồ Quảng Ninh kiếp sợ. Những năm 2000, Dũng mặt sắt, tức là Hà Tuấn Dũng, mới bị bắt giữa tháng 5 năm 2013 về tội buôn lậu qua biên giới, về hành vi buôn lậu. Mới chỉ là dạng giang hồ rẻ rách chuyên bảo kê trên sông. Nhưng làm gì cũng phải nhìn thái độ của anh Phương. Những người muốn tranh ăn với Phương thường nhận những kết quả thảm khốc. Đến bây giờ nhiều nghi vấn về hoạt động của Phương vẫn chưa thể làm rõ. Chỉ có thể tạm kết luận là có sự trùng hợp. Điển hình như một số người cạnh tranh với Phương đều bị mất tích bí ẩn. Nguồn tin trinh sát báo về ít nhất có khoảng 7 trường hợp, một đi không trở lại. Tìm đến nhà của những người mất tích, có gia đình bất hợp tác, có gia đình nhiệt tình, hợp tác mong tìm thấy người thân. Nhưng mọi cố gắng tìm kiếm đều vô vọng. Để thu thập những dấu hiệu phạm tội của Phương, quả là chuyện vất vả. Như trên đã nói, Phương có tài mị dân vô cùng tinh vi, có bàn tay sắt bọc trong găng tay nhung. Bên trong có thể ra lệnh thủ tiêu đối thủ, nhưng bên ngoài nho nhã tử tốn. Phương còn làm đường xây trạm xá xây bệnh viện, khiến một số người dân cho rằng Phương là doanh nhân tốt bụng. Đâu có biết những việc làm đó trước tiên để Phương trực tiếp phục vụ cho chính những hoạt động bẩn của mình, sau đó mới cho mọi người ăn ké. Sự tinh vi một mũi tên trúng hai đích là như thế xác người xấu số dưới chân dãy núi thập vạn đại sơn đêm ngày 22 tháng 5 năm 2009 hai nạn nhân nguyễn văn sĩ và lê văn điệp bị mất tích sau một cuộc đụng độ với đám đàn em do trung ninh hột dẫn đầu người nhà các nạn nhân trình báo công an nghi vấn con mình bị giết và thủ tiêu công an quảng ninh quyết định bắt trung và một số đàn em con cá lớn là phương khi ấy vẫn vô cảm Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 7 năm 2012, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên bị cáo Nguyễn Tiến Phương, mức án tử hình, Nguyễn Tiến Trung chịu mức án trung thân, Bùi Hải Bài chịu mức án 20 năm tù, cùng về tội danh giết người. Lãnh đạo C45 từ nguồn tiên trinh sát được biết đối tượng Phương mới là kẻ chủ mưu trong vụ giết người. Ngay lập tức có công văn đề nghị di lý Trung lên Hà Nội để đấu tranh khai thác Đối mặt với Trung tại bàn hỏi cung Các điều tra viên tiếp xúc lần đầu không ai nghĩ đây là đối tượng cộm cán chém người không ghê tay Trung có vẻ ngoài hiền lành thậm chí còn khóc rưng rức Cho rằng em oan lắm các anh ơi Nhiều ngày vẫn một điệu khúc đó Đến khi cho đối chất với các đệ tử Trung mới thừa nhận cầm đầu đám đàn em lúc đó trung vẫn ngoan cố anh phương nhà em không có liên quan gì tiếp tục tách các đối tượng ra khai thác bất ngờ phát hiện ra chi tiết sau khi xử đối thủ đàn em về báo cáo với phương và được ông trùm đưa tiền phòng ngừa hậu họa đưa hai người bị thương sang trung quốc vậy là đã có căn cứ thông tin quý giá này lập tức báo về quảng ninh ngay trong ngày phương bị bắt bị di lý lên hà nội dù có lì lợm không khai nhận vụ án còn nhiều mắt xích khác có thể khai thác điểm quan trọng nhất lúc này là tìm thi thể nạn nhân mới là vật chứng để tố cáo tội ác đấu tranh với những ong ve của phương cảnh sát lần ra được những đối tượng người trung quốc đã giúp sức công văn đề nghị hỗ trợ điều tra được gửi ngay sang nước bạn không mất nhiều thời gian cảnh sát trung quốc đã bắt được những đối tượng tình nghi các nạn nhân đã bị thủ tiêu ở đâu? Chỉ có bốn từ khóa thập bản đại sơn. Ở đất nước Trung Quốc rộng mênh mông, có biết bao địa danh như thế hoặc na ná như thế. Tranh nhanh bản đồ thấy có địa danh công viên rừng quốc gia thập bản đại sơn thuộc tỉnh Quảng Tây, cách thành phố Nam Ninh hơn 100 km, cách biên giới Việt Nam gần 350 km. Lẽ nào đúng là có chuyện băng nhóm này phạm tội rùng rợn rồi che giấu tinh vi bằng cách đưa xác người vượt biên đi sâu vào nội địa nước bạn để thủ tiêu. Cảnh sát Trung Quốc phối hợp cùng với địa danh này để tìm kiếm. Sự thật đúng như dự báo. Thi thể người thanh niên được tìm thấy trong tình trạng đã bắt đầu phân hủy nặng. Người xấu số, số được đưa về Việt Nam trao trả cho gia đình. Riêng người mất tích còn lại đã bị thủ tiêu như thế nào chôn ở đâu đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Chứng cứ vậy là đã rõ, đã có đủ cơ sở kết luận Phương đã chỉ đạo đàn em giết hại các đối thủ, sau đó còn đưa tiền giải quyết hậu quả. Điểm báo dông báo đánh rơi tiểu đựng hải cốt cha. Những ngày trong trại giam, Phương vốn đã trầm tính, nay lại càng trầm tính hơn. Kể chuyện cũ, Phương cho biết trước ngày bị bắt, đã dự cảm từ rất lâu về một chuyện gì đó sắp xảy ra trong đời phương linh Hột có hai cái mốc dự cảm mà phương cho rằng chuẩn thứ nhất đó là trước ngày lấy vợ ba ngô thị thơm nhiều người nhiều thầy bói đã can ngăn cho rằng nếu lấy thơm thì sớm muộn phương sẽ mạt vận vậy mà phương không nghe vẫn quyết lấy bằng được dự cảm khác kinh khủng hơn cũng theo lời Phương, đó là sự cố trong lễ sang cát cho cha Phương trước khi xảy ra vụ án, khiến Phương rơi vào vòng lao lý một thời gian ngắn. Dạng sáng ngày bốc hải cốt cha, anh em Phương và Trung vừa chỉ đạo đám thợ, vừa trực tiếp làm những công việc liên quan. Hoàn tất mọi việc xong xuôi, hải cốt cha đã được tắm rửa sạch sẽ, nâng niu, xếp gọn gàng vào trong tiểu hai anh em trực tiếp khiêng tiểu đựng hài cốt cha từ mộ cũ sang nhà mới không hiểu lỡ tay run rủi hai điểm báo ra sao mà đột nhiên tiểu đựng hài cốt cha bất ngờ tuột tay rớt xuống đất sứt mẻ một góc trong lễ sang can đó là điều tối kỵ ngay lập tức anh em phương chữa cháy bằng cách thay tiểu mới đưa cha sang nhà mới rồi cấp tốc lập đàn dài hạn Đàn cúng linh đình Nhưng sắc mặt của những thầy được mời đến cúng tế tỏ vẻ không vui Phải chăng những người này biết rằng đây là điểm báo không thể hóa giải Hay họ biết được quy luật gieo gió át gắn bão? Những tội ác không thể mãi giấu kín nhất định phải bị trừng trị Những ngày ở trong trại tạm giam Phương không còn vẻ của một ông chủ Đặc biệt như lời kể của các điều tra viên đối tượng đặc biệt quan tâm đến các con nhất là con gái lớn mỗi khi nghe các cán bộ nhắc tới con tinh thần ông trùm lại thay đổi hẳn hỏi chuyện có phải phương từng chấm một đệ tử trẻ măng rồi xe duyên cho con gái lớn hay không có phải phương dự định kén phò mã sau này thay mình cai quản đế chế vùng biên phương cười ít nhất sự chưa kịp này lại là may mắn vì không có thêm những ông trùm khác hoành hành, dám coi khinh mạng người, làm bất ổn tình hình an ninh trật tự. Chuyện chưa kể về vụ chạy án cho Phương Ninh Hột Vụ án vợ với em gái Phương Ninh Hột chạy án lẽ ra đã không bị phát hiện nếu hai bà trùm này không nóng giận bắt giữ người chạy án bất thành. Cuối tháng 8 năm 2010, C45 nhận được đơn kêu cứu của người nhà một người bị bắt giữ trái phép hiện bị giữ tại Quảng Ninh. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng giải cứu nạn nhân. Cứ tưởng đây là vụ án nào đó, nhưng khai thác nhanh lại liên quan đến người quen cũ, chạy án cho anh em Phương Địch Hột. Do nhận tiền nhưng không làm nên trò chống gì, đối tượng này mới bị các bà trộm bắt giữ. Ngày 10 tháng 5 năm 2013 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ. Hùng lốp vỡ mộng tranh hùng Sau khi anh em Phương Ninh Hột bị triệt hạ, Hùng lốp ra sức giành lấy vị trí quyền lực đang bị bỏ trống. Trong cuộc tranh hùng ấy, Hùng lốp nhiều lần đụng độ thế lực mới nổi đó là dũng mặt sát. Hùng Lốp tên thật là Đỗ Huy Hùng, 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Mới tuổi choi choai, Hùng đã có chút tiếng tăm ở địa phương bởi bản tính côn đồ hung hãn. Từ một kẻ giang hồ xóm bỗng chốc Hùng được bước chân vào thế giới ngầm đầy khốc liệt ở vùng biên Móng Cái. Khi chị gái Hùng trở thành vợ của Trung Ninh Hồn, em ruột ông trùm Phương Ninh Hồn. Hùng theo chị ra Móng Cái và trở thành người nhà của đại gia đình ông trùm vùng biên phương ninh hột theo một vài người từng làm ăn với hùng lốp kể lại tiếng là người nhà ông trùm nhưng thời kỳ đầu hùng cũng chỉ được coi là dạng ông ve đầu sai những việc vặt về sau hùng quyết tâm chứng tỏ máu côn đồ tàn bạo bằng cách xuống tay hạ sát đối thủ nên anh em phương ninh hột mới ra cho hùng vài lĩnh vực nhỏ để cai quản dường như biết anh em phương không tin cậy mình hùng đã tính bài tách dần ra làm ăn riêng cậy thế là em vợ chung hùng quy tụ một số đàn em để giành lấy một phần lãnh địa anh em trung linh hồn biết rõ chiêu bài của hùng lốp nhưng vẫn cho hùng làm ăn riêng từ đó hùng lốp bắt đầu thao túng điều hành bảo kê hàng quán buôn lậu tại một số khu vực biên giới có chút tiền bạc thế lực quan hệ cùng sự đánh bóng tên tuổi nhờ vị thế là người nhà của ông trùm phương ninh hồn chẳng biết chốc hùng lốp cũng trở thành một trong những đại ca ở vùng biên tranh hùng có thể việc bị anh em phương ninh hồn không tin cẩn lại là một may mắn cho phương cho hùng lốp bởi khi anh em phương ninh hồn cùng một số đàn em thân tín đều dính vào vụ án giết người dã man ở bến lục chắn thì hùng lại không liên quan sau khi anh em Phương lâm vào vòng lao lý, Hùng Lốp cũng choáng một thời gian vì hụt hẫng thế lực nâng đỡ. Nhưng sẵn chất lơ manh, Hùng chiêu mộ thêm đàn em, chủ yếu là giang hồ đất cảng, lao vào cuộc chiến giành lãnh địa. Nhờ có thời gian sống trong gia đình Phương Ninh Hội, học được khá nhiều thủ đoạn của ông Trùm. Hùng tổ chức băng nhóm của mình theo kiểu chân rết, chỉ nắm những đầu lĩnh có số và đủ độ tin cậy trong tay để các đầu lĩnh này tuyển mộ đàn em gây dựng thành từng nhóm giết mỗi khi muốn hành sự hùng chỉ cần gọi các đầu lĩnh còn lại những người này sẽ tự biết cách điều ong ve hành sự theo ý hùng vì vậy đàn em của hùng lốp đã gây không ít vụ án cố ý gây thương tích thậm chí giết người nhưng cơ quan công an vào cuộc cũng khó chứng minh được vai trò và trách nhiệm của hùng do đó hắn vẫn bình an vô sự và tác oai tác quái thậm chí đám ông ve dưới chứng hùng còn dọa xử cả cán bộ hải quan khi hàng hóa bị ách vài năm trước đàn em hùng lốp từng gây án tại khu vực cảng quang phát sau đó một vài tên bị công an bắt nhưng chúng tuyệt đối không khai vai trò của hùng nên hắn vẫn nhàn nhơ ngoài vòng pháp luật một tay giang hồ đã rửa tay gác kiếm ở móng cái cho hay dưới giang hồ tại vùng biên này vốn coi thường hùng là kẻ không biết trên biết dưới, biết trước biết sau, nhưng ai cũng ngán hùng lốp vì sự tàn bạo, sẵn sàng ra tay tàn sát đối thủ. Quá trình sưng hùng sưng bá hùng lốp, đụng độ dũng mặt sắt, một giang hồ cũng nỗ lực phô trương thành thế để thâu tóm địa bàn. Cuối năm 2012, đàn em hùng bị nhóm đàn em của Dũng Mặt Sắt đánh gây thương tích khá nặng, khiến hận thù giữa hai bên càng sâu nhưng sự nghiệp của Hùng lớp nhanh chóng bị tàn lụi khi y dính đến vụ giết người. Bị truy nã gắt gao. Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, tối ngày 12 tháng 3 năm 2012, Trần Văn Quang, 52 tuổi và Nguyễn Văn Bảo, 53 tuổi, cùng ngụ thành phố Móng Cái, chở nhau bằng xe ô tô đến cửa hàng điện thoại Việt Cường ở phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái. Khi lùi xe đổ vào cửa hàng thì xe ông Quang chạm vào đầu xe ô tô của ông Nguyễn Mạnh Hùng 37 tuổi cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu móng cái thấy thế ông Hùng từ trong quán chạy ra và giữa hai bên xảy ra cự cãi lúc đó Hùng lốp vô tình đi tới thấy cán bộ hải quan là người quen nên Hùng bình bực nói ông Quang và ông Bảo sai thì phải bồi thường hai bên cãi nhau và thấy ông Bảo chửi mình Hùng lốp vung tay đấm thẳng vào mặt ông này. Hai cú đấm trời dáng của Hùng đã khiến ông Bảo ngã ngừa xuống đất. Chưa hạ giận, Hùng lốp còn tiếp tục dùng chân dậm mạnh lên mạng sườn bên phải của ông Bảo. Sau đó thản nhiên lên xe bỏ đi. Ông Bảo tử vong ngay trong đêm tại bệnh viện Mong Cái. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, PC45 Công an Quảng Ninh vào cuộc điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp Hùng Lốp tuy nhiên hùng lốp đã cao chạy xa bay khi biết tin ông bảo tử vong công an tỉnh quảng ninh đã nhận định đỗ huy hùng là đối tượng hình sự có tiền án tiền sự có quan hệ rộng kể cả các đối tượng bên trung quốc hiện công an vẫn đang truy bắt hùng lốp đồng thời tác động tới gia đình để đưa hùng ra đầu thú còn theo giới giang hồ hùng lốp sau khi gây án bỏ trốn thời gian đầu vẫn tiếp tục điều hành đám đàn em thu tiền sâu dân buôn hàng lậu. tuy nhiên sau này đám đàn em của hùng lốp bị đàn em của dũng mặt sắt o f giàn mặt nên cũng bán sơi hết hoạt động của hùng chấm dứt tại vùng biên từ khi đó.